Hello anh em nhé, chào tất cả anh em VTV của mình. Thì ngày hôm nay anh em ạ, tiếp tục cái video cuộc sống Đài Loan. Thì hôm nay anh em mình sẽ lướng chim cút cho anh em xem nhé. Thì vừa mình đi chợ anh em mua được ít chim cút đây. Đây nè, đấy. Đây, đây một đĩa mình đã làm sạch sẽ rồi. Còn đây là mình mua hai gói mực nữa, tí tiện nướng ăn cho ngon. Đây kiểu như gia vị, tí mình sẽ tẩm vào đây. Còn bên đây thanh niên đang tóm lòa rồi. Đấy, giờ mình sẽ tẩm gia vị luôn nhé. Đấy là mình sẽ đổ cái gia vị siêu cay của mình đổ để tẩm gia vị nhá anh em nhá. Đây này, mình đã đeo găng tay hết rồi. Pha lên. Dùng gia vị mình chỉ có gừng tỏi, ớt, muối, các thứ nói chung là bình thường thôi anh em. Đấy đảo lên xong sau đó mình sẽ ngâm khoảng 30 phút. Đấy, tạm đợi tiện thể cái lò kia nó ok phát nào. Yep. Hôm nay chủ nhật mà rảnh. Đó, khả năng chắc chỉ thế thôi. Mình chỉ qua qua tí giờ cho nó ngấm gia vị vào phát là đỡ rồi nha. Anh em mình thì lửa là cũng khá ok rồi. Giờ mình sẽ đặt lên nồi nướng nhé. Con chim cút nó không to lắm đây à? Tôi nhìn khá được, nói chung là đủ thịt để ăn. Lúc đầu mình cũng không biết đâu, thì thằng bạn mình nó bảo ở quán Việt ấy nó có bán chim cút, thế là mình nhờ pizza mình làm bọc, nó cũng khá rẻ thôi, 150 được hành con. Đấy, giờ đặt lên, nóng quá. Giờ sẽ đặt lên mình nướng nhá. Đấy. Mình sẽ cứ thôi, cái giá này chắc để được 8 con. Mình sẽ để 8 con. Giờ mới đặt đi lăn lại liên tục. Đợi trong thời gian chín chín thì mình làm vài con mực đây anh em ạ. Mực khô Việt Nam nhá. Đấy hôm nay thì có ba anh em mình bên cạnh là thanh niên nương. Đấy làm ba con bốn con trước để trong thời gian chống cháy anh em ạ. Đó. Cái loại mực này thì nó mỏng à, khá là mỏng, thì lật qua vài lửa là nó ăn được rồi. Đấy, thì lên đây. Mấy hôm nay mình cũng bia nhá, giờ mình cũng bia. Đấy, mình đang hôm nọ mình đau bụng, mình chỉ uống đây là nước ngọt thôi nhé. Đấy anh em này. Đây mực này. Vài lửa lấy rồi, giờ lửa đang khá là nóng. Con này to ngon này. Đấy, cái này lật qua lật lại tầm khoảng phút là nhậu ấy. Rồi anh em ơi, đã được một con mực đã xong rồi. Mình chấm tương ớt này. Không? Anh em cần xem này. Mời anh em nhá. Tương ớt. Dai ngon. Nó có mực thơm rồi đấy. Chấm nữa này. Con Hà đại bọn chim này. Mời anh em nhá. Rồi xem không? Mực này. Rất là dai đúng không? Nhìn thấu lạc thì khá là ok. Khoai mơ được mỡ mực ngon. Thèm chưa? Khá là ngon. Làm hớp nước gọi là thể dục tại thể dục cái thành tại thể dục này. Đã rồi.
chín rồi ấy, mình giờ mình sẽ khai mạc con đầu tiên. Ngon. Đây. Đủ chim nhá. Mời toàn thể anh em. Chấm tương ớt. Ngon tuyệt luôn. Ăn kiểu như là mình mới thấy kiểu dạng mùi gừng gừng ấy, nó khá thơm. Gia vị đủ ok rồi, mình phải mình có cho tẩm mấy là sa tế, cay cay thơm. Úi giời ơi, làm cái đùi đã là luôn. Ngon. Đây. Trứng ức nhá. Mời anh em nhá. Ngon. Cái vỏ trứng tới nó không khô, ăn nó vẫn ngọt thịt. Đã luôn. Thường mình ở Đài Loan thì lâu lâu thì cuối tuần lại có cái đồ gì thì mua về nhá. Không là khi có giờ nhiều hôm mua gà hay là mua vịt gà, có hôm thì mua cua ếch và xào biếc. Nói chung là cuối tuần còn mình thì hay chủ nhật thì hay đi chợ mua ít đồ mình ăn trong tuần ấy, thì cả tuần đi làm mà không có thời gian đi chợ. Đấy, cuối tuần mua ít đồ rất có cái gì ăn được thì mua đồ về nhậu ấy. Đây làm sao này, vàng này, vừa tới luôn này, mình sẽ ra đây xem. Cái kiểu như là nó chín, nó giòn hết xương rồi ấy. Đây mình nói chung là mình lần đầu mình nướng nó cũng nhìn nó cũng không được vàng nhiều lắm mà cũng ok rồi. Tuy không kinh nghiệm nhưng là quá cho mồm được rồi. Mày hầm tay sang thanh niên, tay thanh niên dương rồi. Gây cái chân. Đùi nhá. Ngon rồi. Tứa này cay quá. Không ăn được cay lắm nè. Tấm tứa cay quá. Tấm tứa trên xu nó cay. Hết lửa lọ rồi mới kêu cay. Nói mà tiếng này. Anh em ạ. Đùi em. Ông anh mình ăn tốn tương ớt lắm. Có một con chim hết lửa lọ rồi, kêu vẫn mướt. Con chim gạo em ạ. Còn rắn. Này nướng khô quá. Rắn nó có mỡ. Nếu cho ép thảo anh không? Ép thảo nghe thì khá lắm. Đúng không? Còn cái này. Đấy em này. Thay Đài Loan thì chắc nhớ em hỏi biết sướng hay khổ thì nói chung là mình soi cuộc sống Việt Nam qua mấy là kinh tế ở nhà mình em ạ, không phải nói toàn thể nhờ người giàu nữa khác. Mình nhà quê mà nông thôn rồi. Thế mình sang đây nói chung là mình thấy ăn nó các thứ đầy đủ. Em không phải nghĩ. Còn công việc thì tùy mỗi người thôi. Người công ty có tăng ca, người không tăng ca. Thế ấy cũng không biết trước rồi các bạn. Tôi nói chung là tăng ca nó cũng khá ok. Có một công việc đào. Ví dụ là nâng nậu thì tháng nào cũng chục triệu người về thôi, không phải nghĩ. Đúng không? Ngon đã rồi. Một lần lên đấy. Ờ thì anh em ạ, thì ăn từ nãy giờ lo căng bụng nãy rồi đây. Còn 20 con mực lưng lốt. Đây. Mình vẫn còn 20 con mực đây Huy anh em ạ. Còn 20 con mực mình ra quần nốt. Đấy. Lò vã trường rồi. Đây, bên cạnh Thanh Lương còn đằng sau đây ông chủ mình, ông chủ nhà ấy. Đấy. Còn mấy con mực. Mực này. Đúng mực chất Việt Nam luôn nhá. Mình mua ở quán Việt Nam à. Kìa chỗ kìa, đống xương đại ca.
Thì chắc là khả năng clip mình sẽ dừng tại đây nhé. Thì thời gian tới mình sẽ cố ra sản xuất một cái video về cuộc sống Đài Loan. Mong tất cả anh em ủng hộ mình. Một lần nữa cảm ơn tất cả anh em nhé. Bye bye anh em.